Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 7, em lại tiếp tục lên với các bác đồ lính tổng hợp. Các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965, em ship hàng toàn quốc nha các bác. Các bác cứ lên đơn là em ship đến tận nơi, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Các bác nhớ cái mã giùm em ha. Rồi, và em lên luôn cũng như mọi khi thôi, cũng nói chung lâu lai thì những như câu nói quen thuộc thôi các bác. Rồi, và xin đầu là em lên một cái quần giả M51. Em lên một quần giả M51 nha các bác, màu còn tầm màu còn màu này nó hơi hanh hanh, cái vải này nó màu ô liu nè, còn cái phần quần thì nó màu hanh hanh nha các bác. Cái phần này thì nó lại là ô liu nhưng mà chuẩn zin nha, quần nguyên zin, nó làm cái đỡ cái kéo nó khác màu thôi cho nó nguyên zin nha các bác. Độ mới còn tầm 90% trở xuống thôi, nói chung là còn trung bình khá nha các bác. Và quan trọng là size đẹp, small regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha các bác. Tem in còn rõ ha. Đây, đời thập niên 50 nha. Cái này nó mờ rồi, nhưng mà nó là thập niên 50. Rồi, xung còn ổn nha, không rách lủng nha các bác. Ổn thôi, cái nắp túi nó hơi sờn sờn tí xíu ở đây. Chỗ này thì nó hơi ma sát thôi chứ cũng còn ổn nha, không rách nha các bác. Tổng thể ổn, với lại cái lai nó hơi sần sần tí thôi. Bác nào thấp hơn có thể lên lai. Quần dạ M51 nha các bác. Đây xíu nữa, nó xì dây kéo một tí. Các bác thấy không? Nói chung cũng nhẹ, nhưng mà tất nhiên nó là lỗi rồi. Và tăng đơ đầy đủ nha. Nó là quần dạ M51 nha các bác. Rồi, giá đầu lai em bán 250.000. Hợp lý nha, này nó sờn tí xíu thôi, cũng nhẹ thôi, không vấn đề. Còn lại sạch sẽ, không dơ bẩn nha các bác. Vòng eo 80, kéo căng hay được 82 đó. Tăng đơ thì các bác có thể tăng giảm được. Dài 104 nha các bác. Cái lai thì nó còn chưa hẳn rách đâu, nó chỉ sờn nhẹ thôi. Các bác có thể thấp hơn, có thể lên lai thì nó, còn không thì cứ vậy mà mang thôi. Ống 26 nha các bác, 250.000, mã số 199 nha. Mã 199. Cái chỗ để không biết để đâu. À, bên nó cũng hết chỗ để. Rồi, để đây đó. Rồi, tiếp theo em lên. Tiếp theo bóc lộn xộn đó các bác, có gì lên đó nè. Em lên một cái áo màu ô liu. Màu này không phải ô liu nhưng mà nó hơi lam lam á các bác, màu nó hơi ngả lam lam một tí nha. Chất vải đây, chất vải đây nha các bác. Lót nỉ caro, rồi khóa kéo, độ mới cao nha các bác. Cái này mới lắm, hàng thương mại thôi, mới, rất là mới, không tùy vết nha. 97% trở lên, không tùy vết nha các bác. Em xem có đúng không. Rồi, không lỗi lầm. Ổn hết nha các bác, 97%. Cái này thì nó kiểu dáng nó lịch sự các bác, mình mặc nó lịch sự. Mấy bác trung niên hoặc là lớn tuổi thì chắc sẽ thích hơn. Nó đơn giản thôi, quan trọng là nó mới và kiểu dáng nó cũng lịch sự, dễ mang nha các bác. Khóa kéo đó, túi, hai túi ngực, tay suông, rồi cổ bẻ vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi các bác từ 72 đi ha, 72 đến 82 cân, 85 cân thì chắc cũng được. Rồi cao mét, cao thì mét 7 trở lên nha. Em mang thì cái tay nó hơi dài chút, hoặc là các bác thấp hơn có thể lên cái lại tay.
Rồi, mét 7 đến mét 7, mét 77 cũng được. Ok. Rồi. Em bán 350 ngàn. Vai 53. Tay 62. Dài. Dài 70 nha các bác. 350 nha. Mã số 200. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em lên. Một cái áo không quân. Áo xanh không quân nha các bác. Của Học viện Không quân Hoa Kỳ. Cái này thì bữa giờ em lên nhiều rồi. Cái này size đẹp nha. 38 regular nha các bác. Rồi, cái này nó là của Học viện Không quân Hoa Kỳ nha các bác. Cái này cấp cho thiếu sinh quân trường Học viện Không quân Hoa Kỳ. Rồi, nhà thầu Flower MFG. Độ mới cao nha. Cái này em bị để rớt ở dưới đất cái này nó dính lông tí nè. Các bác thấy. Cái này nó độ mới rất là cao nha các bác. Này nó hơi dơ dơ thì còn cái này giặt bao ra dính gì thôi rồi ra nha. Còn các bác thấy không, mấy cái này là lông tơ nếu xin nó vô nha, nó em cái này nó bị rớt dưới đất nó bụi cho đây. Là nó đây nè, nó dính lông nha các bác. Về chịu khó lấy băng keo dính là ra, hoặc là giặt cái là nó trôi hết nha, còn lại nó mới lắm nha các bác. Khóa IKK nha, khóa đồng đen IKK. Các bác nhìn cái tem này thấy cũng hình dung được độ mới rồi. Nói chung là nó độ mới rất là cao. Ừ. Tất nhiên đã qua sử dụng nha. Cái cổ nó có hơi có vết mồ hôi nhưng mà giặt ra nghe không phải phai đâu nha các bác. Nói chung là vết mồ hôi thôi. Bao ra cho các bác nghe không phai nha. Đây là mấy cái em để gần để các bác hình dung giùm em. Cái này nó dính lông thôi. Nó dính bụi thôi. Nó cục cái lót bên trong nó không còn. Rồi. Và dòng cổ bẻ nha các bác. Cổ bẻ size đẹp nha. Size 38 regular. Và dòng cổ bẻ nha các bác. Mang rất là lịch sự ha. Cái này em bán 400 ngàn. Mới lắm. Nó đồ mới nó phải 97% đấy các bác. Nhưng mà nó đây là em quay gần nha các bác xem nghe, nó hơi long long. Về giặt một cái là nó sạch thôi. Hoặc là các bác lấy băng keo dính ra tí. Cái này em để dưới đất thì nó bụi thôi. Và cái size nó đẹp. Cái size đẹp, rất là đẹp. Vừa y em nha. 60 đến 70 cân. 1m60 đến 1m70. 400 nghìn đồng. Mới phải 97% nha các bác. Nó bụi thôi chứ còn nó mới nha. Như em đã báo thôi. Bò ôm khít luôn. Bò ôm khít luôn nha các bác. Không tì vết luôn, nó chỉ có cái mồ hôi như cái cổ thôi chứ không phải pha giặt bao ra. Dòng cầu vai cổ bẻ nha, bo còn ôm lắm nghe các bác. Mã số 201, 400.000 đồng. Vai 47, tay 65, dài 67 nha. Rồi, cổ nó có cái quai này, quai này. Tiếp theo em lên. Ồ, có cái quần này nó cũng đẹp nhưng mà nó to. Cứ có bác nào to bác hỏi ta. Cứ có một bác nào à. Đây. Đây các bác, chiếc vải thô nha, cái chiếc vải nó thô. Chiếc vải thô nha, nó những cái hạt sợi thô nó vẫn còn nổi đây. Cái này không phải xù đâu nha các bác, những cái hạt sợi bông nó còn nó bị cồm lên nha, không phải xù lông đâu nha các bác. Em quay gần các bác hình dung nha. Cái vải này nó là sợi cô tông cho nên nó không có xù lông. Còn những cái này là những cái hạt bông vải đó các bác,
tức là nó còn bị cộm đây đây, các bác nhìn kỹ ha, không phải xù lông đâu nha, cái vải nó vậy đấy. Rồi được cái là nó mới lóc, cái này nó mới lắm nha các bác, nó ba lớp nghe, ở giữa nó có lớp bông mỏng. Rồi cái này thì dây mình đeo qua phía trước, nó có cái nút nè các bác, dây mình đeo qua vai, mình đeo này dây gài qua, mình làm cái khuy lỗ mình móc qua đó. Nói chung là độ mới cao nha, quần này rất là mới, cũng 97% luôn. Cái này nhiều khi chưa sử dụng là có đấy, cái màu cũng lạ các bác. Ok ha. Rồi cái này nó size to thôi, mà cái này khá là chất đấy, hoặc là các bác về có thể bóp cái lưng lại. Em bán 300 300.000 đi, em bán 300. Vòng eo nó tới 106 rồi. Nếu các bác to con thì chốt con này, nó hay, còn không thì các bác nào nhỏ con có thể bóp cái lưng lại nha. Dài 118 rồi. Và ống 25 nha các bác, cái này nó của châu Âu nha. Không biết của nào thôi. Ồ, của Liên Xô. Chữ này chữ Liên Xô phải không các bác? Rồi đại khái vậy thôi chứ em cũng không có rành. Rồi em bán giá thương mại thôi, 300.000 đồng. Quần chức nha các bác, có điều size nó to, cho nên các bác chú ý. Mã số 202. Trời mưa cho nên hơi ồn tí, các bác thông cảm nha. Nhưng là một số thì em cũng có lên cái mới, còn một số thì cũng còn lại em lên, em bán giá nó hợp lý hơn nha các bác. Rồi lên một cái này rồi bán 300.000 luôn. Cái này cái lót áo đó các bác, cái lót áo nha, nhưng mà mình mặc không nó cũng được, hoặc là làm lót trong một cái áo nào đó mình mặc về, mình mặc thêm cái áo bên ngoài, nó có bo luôn nha. Cái này những đường chỉ thì nó hơi bị tuột ra tí một số đó. Cái này các bác làm lót áo nào cũng được ha, lót này nó rời, mặc không cũng được, hoặc làm lót cũng được, mét mét bảy đổ lại và 75 kg đổ lại ha. Rồi ok các bác đó, còn cái này cũng khá ổn đó. Cái này bán 300.000, mã số 203 nha các bác, mã số 203. Để em lên cái quần này, cái quần thì màu nó không đồng, nó không đồng màu, quần màu nó hơi khác nha. Em lên rời thôi, em không bán chung đâu, nhưng mà em cứ lên bác nào thấy chốt chung luôn thì cũng được. Cái này quần lót quần của Hà Lan nha các bác, cái này đời 73, cái này các bác cũng cỡ nói chung 65 đến 75 kg ha, 60 kg được. Còn eo đẻ như này là 76 nha, kéo căng ra thì nó tới 90 nha các bác, eo các bác bằng 80-85 là đẹp rồi. Cái này thì nó mới, cái quần nó mới ha. Này em bán 350.000 nha, cái quần dài 85 thôi nha. Cái này mình mặc làm lót quần hoặc là mặc không cũng được. Mặc không thì nó chỉ ngang mắt cá thôi, model nha các bác, hoặc là làm ngủ, mặc ngủ cũng được. Chỗ này nó xẻ ra như thế này cũng khá là hay. Cái này vintage mang cũng ok nha. Rồi. Cái này độ mới cao nha, cái này nó phải 96%. Cái này em bán 350.000. Cái này ở trước thì nó có cái lỗ thông hơi thôi, nhưng mà mặc vô thì nó cũng có ấy. Còn bên này á, bên này thì nó có nút gài với miếng dán bên hông nha các bác, gài bên hông. Rồi đây, cái này em sale rồi, 350.000, mã số 204. Còn cái này là 203 nha các bác, 300.000 em đo. Cái áo này là mã 203 nha, 300.000. Này vai 53. Thì mưa nó hơi ồn không các bác, các bác nghe rõ tay 62 và dài 72 các bác. Rồi cái này là mã số 204 nha các bác, cái này thì 350.000. Rồi tiếp theo em lên
cũng một cái quân dạ M51 này các bác. Quân dạ M51. Cái này vòng eo 78. Vòng eo 78. 78 nghe các bác. Tăng đơ đầy đủ ha, cái này độ mới trên 90%. Dài 117 đó. Độ mới còn ok nha các bác. Trên 90%. Ống 25, 92% đấy. Quần dạ nha, chất liệu dạ M51. Nó xóa cái gì đây không biết. Nó lấy viết nó xóa các bác. Sai salmon nha. Chả thấy tem đâu. Hàng này cũng chuẩn hàng xưa. Nhưng mà không thấy tem đâu, quần M51 nha. Nút này nó thập niên. Cái này ít nhất nó phải thập niên 60 nha các bác. Rồi. Nó bị không nhớ nó bị tí ở đâu ta. Nó bị vàng vàng tí ngay đây. Nó nhỏ nè, nhỏ xíu. Rồi đây. Bị chấm ngay đây mà thôi. Đó. Các bác thấy không? Phía sau nghe nó nhỏ thôi, cũng rất là nhỏ thôi, nhỏ. Rồi em bán 400.000 nha các bác. Khóa khóa Rapid nha, khóa Rapid 400.000 đồng, mã số 205 205 nha các bác. Tiếp theo lên một cái áo đại cán nha các bác. Áo đại cán này, ủa, cái vải dày lắm, vải dày chất lắm nha. Cái màu màu này dạng màu xám đó các bác. Cái này thì em bán 200.000. Đại cán mà form vest nha, nó may cái form rất là đẹp ha, form vest. Này hàng của châu Âu ha. Không biết của nào. Cái lót giống của Thụy Điển đó các bác. Đây. Mã cốt gì đây ha. Cái này khả năng của Thụy Điển nha. Nút chữ thập. Rồi cái này thì nó cái form này như form vest nha các bác, form đại cán nha. Còn cái nút thì nó bị bể hết miếng. Nó bị bể hết cạnh ngay đây nha các bác. Rồi, cái này nó có cái dấu nó tháo pin nè, dấu kim thôi. Chỉ thừa tháo ra thôi các bác. Rồi, đó hai bên nó có dấu tháo pin thôi nha, không vấn đề. Chỉ thừa ngồi tháo ra thôi. Cái vải nó dày nha, cái áo nặng lại hơn tí đó. Cái này form đại cát 200.000. Độ mới cao nha các bác. Độ mới cao đấy. Cái màu xám vải dày lắm. Cái này chắc của Thụy Điển hay của nào đó. Rồi các bác, 70 cân đổ lại. Nhưng mà với điều kiện bụng gọn thôi nha. Bụng tầm phần trên tầm dưới 85 thì được. Nói chung là dưới 68 cân đi. Mét 68 đến mét 75. Mét 66 cũng được. Bác nào cao trên mét 72 thì 70 kg được. Còn dưới mét 72 thì tầm 68 kg đổ lại thôi. 60. 60 đến 68 cân. Ồ, form đẹp đúng không bác? Form mang rất mang ổn nhé các bác. Cái này em bán 200.000 đồng. Ok. Lỗi duy nhất là nó bị bể một nút ở đây thôi, một tí ngay đây thôi, chắc không sao ha. Còn lại đồ mới cao lắm nha. Ồ, được không các bác? Ok các bác ha. 200.000 đồng. Vải dày lắm. Cái vải nó dày chất lắm nha các bác. Đồ mới cao lắm nha. Rất là mới luôn á. Màu nó đây, màu xám đây. 97% đấy. Đó, nó chỉ bể một hộp cúc đó thôi. Cái cổ thì nó có dấu tháo tem thôi. Cái chỉ thừa ngồi gỡ ra là ổn thôi nha các bác. Cổ nó dựng như phong vét luôn nha. Đồ vai, tay. Nó dơ tí ngay đây. Sau cánh tay nó bị dơ tí nha các bác.
cái này thì giặt ra đó, khả năng ra cao nha. Nhưng mà các em bán 200.000 cho nên là giá nó vẫn vậy thôi. Ồ, bên này sạch sẽ rồi, ổn hết các bác, linh rồi, rồi ổn hết nha. 200.000 đồng, mã số 206 nha các bác. Vai 43, tay 62, dài 75 nha các bác, 200.000. Rồi tiếp theo, ủa cái này bữa em lên 2-3 lần rồi vẫn ế à. Rồi cái này em bán, bữa bán 400 vẫn ế, bữa nay bán 300.000. Cái này hàng thương mại thôi nhưng mà nó chất lắm, của hãng Commander nha. Commander, các bác nhìn bên trong này nó may nè, túi con nè, túi nè, túi nè, thấy ok không? Đường may bên trong nè, cái này là bên trong nha, ổn nha các bác. Ồ, cái túi này đẹp không, túi này đựng cái gì các bác, đựng Zippo hả? Áo này nó may rất là chất nhưng mà có điều sai, có vẻ hơi to, cái cổ này nó có hơi mồ hôi tí nha các bác, hơi dơ dơ đây một tí nữa. Nhưng mà cái này rồi còn lại ổn hết á. Nút cài chìm nha, nút cài chìm rồi, nút về đây rồi, tất cả các túi đều có lỗ hơi hết nha các bác. Nút đây, nó may chất lắm các bác. Đây. Rồi, ngày bán 300.000. Chắc size nó hơi to tí thôi nha. Cái này mà size nhỏ thì chắc cũng bay lâu rồi, nhưng mà size nó hơi to. Các bác phải 80kg trở lên, 80 đến 90kg, 95kg. Cao phải 1m7 trở lên nha. Các bác mà nếu mà thấp hơn thì có thể dời cái hộp nút tay qua, gài cho nó ôm cái tay lại thì nó không có bị dài, nó hơi trùng tí nha. Trùng 1m7 đến 1m8, 80kg trở lên nha. Còn lại là ổn hết nha. Cái màu này gọi là màu gì các bác, màu giống màu bạc xỉu các bác. Rồi 300.000, mã 207 nha các bác, 207, 300.000. Ở ngoài này sạch sẽ, không dơ, không bẩn gì hết nha các bác. Màu còn độ mới cũng khá cao đấy. Cái màu nó vậy thôi. Vai 51, vai 51, tay 65, dài, dài 76.5. Rồi 300.000 đồng, mã số 207 các bác. Rồi em lên cái quần này bán 250.000. Ủa, quần túi hợp đẹp các bác. Ống nó có dây rút nha các bác, không thích thì nới cái cái này, cái dây này để dậm vô gót nè các bác, không thích thì cắt cái thun bên trong đi là thẳng ra. Cái này nó là thun ống nha, ống này 13 thôi, mà các bác không thích bỏ cái thùng ống là nó còn 22 nha các bác, 21.5 của City World, của thương hiệu City World. Cái này nó có cái đĩa của nó nằm dọc nè các bác, mà không biết sao người ta tháo ra, người ta tháo ra, người ta may ngang con đĩa, không hiểu lý do ha, chắc người ta đeo đồ đó các bác. Đây, nút gài đại khái vậy, màu cũng còn 90% trở lên. Rồi, rồi sau vậy nha, nó tháo nó may ngang cái này, bên này mất một cái này. Túi hộp nha các bác, túi nè, dây kéo, bên này cũng túi dây kéo hai ngang luôn nha, túi trước nè, rồi một túi sau có nút nha. Túi bên này thì nó một cái túi kéo, sao nó cứng rồi các bác.
nó bị kẹt cái khóa này. Để em sửa lại cho các bác. Sửa được nha, cái này nó bị lệch cái răng thôi. Rồi, hai túi. Rồi, em bán 250 ngàn. Vòng eo 94 mà kéo căng ra nó tới 102 lần các bác. Rồi, dài 107. Này sao kẹt dữ ta. Thôi em sell luôn đi, em bán. Cái này thì chắc chắn sửa được nha. Nhưng mà tới em bán 200 ngàn đi. Eo nó hơi to, bán 200 ngàn, sửa lại giá đi con. Sao bị kẹt nha. Hơi nặng các bác, kéo nó nặng. Kéo nó nặng lắm. Thôi coi như ấy vậy đi, em bán 200 ngàn. Về các bác xử lý giúp em nha. 200 ngàn đồng. Mã số 208. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên. Tiếp theo em lên vài cái body suit đi. Một cái áo body suit full lock luôn các bác. Full lock luôn. 300 ngàn. Ồ, size đẹp đấy. Size đẹp các bác, size 40 short luôn. Chuẩn có phát lính Mỹ nha, đời 86. Đời 86 đây nghe các bác. Ồ, còn ổn. Chất vải bóp linh nha. Màu cũng còn tầm, cũng đều màu đó nghe các bác. Tất nhiên đã qua sử dụng nó còn tầm 90% trở xuống thôi. Nhưng mà còn thuộc dạng khá nha. Này cái lót, cái lót bên trong nó gài đây. Ủa sao nó giật giật cái lót này. Nó gài bị ngược. Rồi kệ nó. Ok, lót lông luôn nha các bác. Lót lông nha. Size đẹp nha, size 40 sọc. Còn đều màu, nói chung là còn đều, nhưng mà màu thì nó còn tương đối thôi, chứ không được mới lắm đâu nha. Tầm dưới 90%. 85% đi ha. Còn ổn, không lỗi lầm, cái này dơ bụi thôi, cái này bụi thôi. Cũng còn đều mà. Chỗ này xẻ nha, có cái nút gài này, các bác thích thì gài này nó bớt xẻ lại. Ồ, giá 300 ngàn nha các bác, full lock nha. Cái này nó có cả cái lock luôn đấy các bác. Size đẹp luôn. Rồi các bác từ 65 đến 75 cân. Cao 1m7 đổ lại ha, 1m6 đến 1m7. Nút đây, cài chìm nha các bác. Không lỗi lầm nha. Không lỗi lầm lụng đất, cũng không dơ bẩn nè. Nó đã qua sử dụng màu thì nó còn tương đối thôi. Nhưng mà giá hợp lý nha. Đó, gài. Rồi lót tháo rời được nha các bác. 300 nghìn. Full lót luôn nha các bác. Các bác mùa hè nóng thì mình mặc một lớp mỏng vậy thôi. Trên này nó hai lớp. Còn lót tháo rời được. Đây, dây keo. Rồi, các bác không thích thì tháo ra khóa idea. Không thích tháo rời ra được nha. Rồi, không lỗi lầm. 300 nghìn mã 209. Size đẹp luôn các bác. Size rất là đẹp. Và tay ráp lăng nha. Bên này em khỏi đo. Em đo chiều dài thôi. Dài đúng 100. Dài 1 mét nha các bác. Tiếp theo. Rồi, ô bữa hôm giờ các bác hỏi cái áo này nhiều còn cái nè các bác. Áo không quân. Áo không quân cổ bẻ nha, lai suông đai sườn. Màu cũng còn tầm 90%. Rồi. Còn ổn ha. Đây gài nút này. Đai sườn nha các bác. Đai sườn nha, dòng lai suông đai sườn, vải bóp lên. Túi. Rồi. Độ mới còn 90%. Rồi, cổ cũng có hết mồ hôi, hơi vít nhẹ nhẹ thôi. Ổn ha. Rồi size 46L. Size này hơi to nha. Đời 88,
86 nha các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 86, chất vải poplin nha. Rồi, màu xanh đen. Size 46 thì các bác phải 80 kg. Dòng lai xuân đai sườn là nó đắt hơn đó nghe các bác. Cổ bẻ nha, form cũng rất là lịch sự ha. Rồi các bác tầm 80 đến 90 cân, 80 đến 90 cân nha, cao 1m65 đến 1m75. Dòng lai xuân thì cái lưng nó vừa thôi, nó ngang mông thôi. Cái này em bán 250 ngàn luôn đấy ha, 250 ngàn. Đó, còn bác nào nhỏ hơn mà thích thì có thể mình bóp lại, đưa cho thợ họ bóp lại. Rồi em cứ bán 250 ngàn. Vai 53, tay 66 nha các bác, lưng 64. Cái dòng này là thuộc dạng dài đó, bởi vì nó lon, nó size 46 lon nè, cho nên nó dài. Với những cái dòng regular hoặc short thì cái lưng nó ngắn hơn, nhưng mà nó lon cho nên nó vừa cái mông. Rồi 250 ngàn, mã số 210 các bác. Tiếp theo lên một cái, còn cái em lên luôn nha các bác. Ủa, cái này size 46 mà 46 regular nghe các bác. Cái này còn ok hơn chút, cổ nó có vết mồ hôi mờ mờ, hơi phai mờ mờ nhẹ thôi, ngay cái gách cổ thôi các bác. Rồi còn lại thân và tay là còn ổn nha, hơi ma sát tí, cũng giống cái kia luôn. Đó, đai sườn này của học viện không quân Mỹ nha, cái này hàng này, đời này nó xưa hơn đấy nha các bác. Rồi này không có gì đời. USIS không quân đó, mà nó là của học viện không quân nha, tức là dành cho thiếu sinh quân. Ok, nó có hai cái túi trong, hai cái này mình làm cái túi các bác. Cái dòng này nó một lớp rồi, cái tay nó vẫn hai lớp nha, còn ở dưới một lớp, ở trên nó có lớp đường. Cái này size 46 regular, độ mới thì cũng trên 90%. Tay thì nó hơi mài mài tí, phai phai tí ngay đây, hai cái tay thôi, còn lại màu thì nó còn khá ok. Khóa Scoville nha, khóa nhôm Scoville. Cái hôm nãy là khóa ID nha, khóa IKK USA. Cái hôm nãy đó. Rồi cái này nó cũng bằng cái kia, nói chung là từ 78 ha, 78 kg đến 88 kg đi. Rồi, và là cao 1m65 trở lên. Đó, nhưng mà cái lưng nó ngắn thôi, các bác thấp hơn được 1m6 cũng được. 1m6 thì cái tay có thể nó hơi dài. 1m6 đến 1m73. Rồi, ok, 1m72 thôi. Cái này em bán 300 ngàn. 300 ngàn nha các bác. Rồi. Ok. Vai 51, tay 65, dài 61. Đó, các bác chú ý là cái dòng cổ bẻ nha, cổ bẻ đai sườn nha các bác. Cổ bẻ đai sườn nó sẽ đắt hơn là dòng có bo len nha. Cái dòng dưới lai có bo len nó sẽ rẻ hơn dòng này đó. Cái này em bán giá này thì hợp lý, 300 ngàn đồng, mã số 211. Tiếp theo em lên một cái áo Parisi. Rồi cái này đẹp các bác. Cái này của nào cũng chắc của Liên Xô hay của nào, chữ gì đây. Cái chất vải ở đây nghe bác, màu cứt ngựa nha. Màu cứt ngựa nghe các bác. Rồi, cái này đơn giản thôi các bác. Cái này nó đơn giản thôi nhưng mà
nút nó gài một chồm qua một bên nha các bác, nó không ngay giữa đây, nút nó gài qua một bên, nút chìm hết, nó kiểu nó gọi là kiểu này nó đơn giản nhất. Ok, nút cài chìm hết nha, ở dưới này cũng vậy, em gài một trên thôi. Rồi 1m68 trở lên, 1m68 đến 1m77, rồi 65 đến 80 cân ha. Dòng này mang rộng rộng chút được, ở 65 cân mang rồi cũng được ha, đến 80 cân. Nếu 80 cân thì ở trong mặc áo mỏng nè. Rồi các bác. Ok, màu. Cái màu nó đầm ha, cái màu nó gọi là màu nó lịch sự đại khái. Tức là những cái màu này nó đầm ha. Tức là đại khái nhìn nó đầm cái màu. Độ mới cao nha các bạn. Đơn giản lịch sự đó. Rồi em bán 800 ngàn. Mặc dù nó của Liên Xô. Nhưng mà đây, của Liên Xô nha các bạn. Chả biết, nói chung là thấy chữ Liên Xô thôi, chứ còn không rành. Đại khái vậy nha. Độ mới cao, không lỗi lầm, 95% trở lên, không lỗi lầm, không dơ bẩn nha, ổn hết nha các bác, nó đơn giản thôi. Rồi bác nào thấy cái form nó đẹp ha, có bôn vai rồi, quan trọng là cái form dáng các bác. Rồi vai 47, tay 67 và dài 111 ha. Mã số 212, 800 ngàn. Rồi tiếp theo em lên. Một cái quần thủy quân lục chiến. Quần thủy quân lục chiến vàng nha các bác. Rồi. Có đắp mọc, độ mới thì tương đối thôi. Độ mới tương đối đang bán 200 ngàn. Nói chung là mặt đi ăn cổ vẫn tốt nha, nhưng mà màu thì còn tầm dưới 90% thôi, màu thì cũng còn tương đối. Thường cái màu bông vàng này thì màu nó li vậy thôi, nhưng mà cái này thì còn tầm dưới 90. Chỗ này nó dính gì dơ này giặt không ra đâu nha, khả năng không ra cao. Rồi thì bị đó thôi. Rồi chuẩn cấp phát lính Mỹ đây các bạn, tên của lính đây. Rồi màu sâu mông cũng chỗ này dơ cũng mờ mờ đó, chỗ này hơi ma sát tí, hơi sờn sờn tí các bác. Có đắp mông nha, chỗ này hơi gọi là hơi ma sát tí. Được, còn ổn nha, chưa rách nha các bác, hơi ma sát tí thôi. Rồi 200 nghìn, nói chung là mang cũng còn khá, các bác mang đi ăn cổ, đi lao động gì cũng được. Nói chung giá này thì cũng giá lao động thôi, nhưng mà mang đi ăn cổ được. Eo thì nó có thun hai bên nha các bác, size nhỏ nha, bác nào nhỏ chốt con này. Cái eo mà để lỏng nó thì 70, còn kéo căng ra hết cỡ thì nó được 80 nha các bác. Eo các bác 78 độ lại nha, 78 độ lại thôi nha, 76 là đẹp nhất. Nó có thun, còn cái bác nó thì kích quá thì tháo bỏ cái thun đi luôn. Nhưng mà tháo thun thì phải đưa ra cho thợ họ may lại mới được. Và dài 102. Ống 20.5. Rồi, nói chung là còn tạm xài được, còn tạm được nha các bác. Size small short nha. Small short nha. Rồi tem thì nó hơi nhầu rồi các bác, cái này là chuẩn cấp phát đó nha các bác. Rồi một cái này chuẩn hay không chuẩn gì thì cũng giá này thôi. Giá này thì USMC. Rồi 200.000 đồng, mã số 213. Tiếp theo lên một cái áo Paris, cái này đẹp các bác, cái vải đẹp, cái vải chất lắm, độ mới cao nha.
cái này bữa có lên rồi sao? Này, vài nè, một cái miếng đắp nè, nó may từ trước, nó may ra sau, đắp vài đây nghe các bác. Đắp vài chỗ này nó hở vai nha, khá là hay cầu vai. Nói chung là cái áo thì độ mới nó thuộc dạng cao đấy, 95% đấy. Nhưng mà nơi này nó mang dơ quá, cái cổ thôi, dơ mỗi cái cổ thôi. Cái này em bao ra cho các bác nha, này nó dơ đứt thôi nha các bác, dơ đứt mồ hôi thôi nha. Cái này thì bao ra, không phai gì đâu, nó chỉ dơ đứt thôi, các bác thấy rõ ha, nó chỉ dơ đứt thôi. Nhưng mà cái này của nào đây, này không biết của nào các bác. Này, tem nó đây. Rồi nói chung là cái này châu Âu thôi nha các bác, lót tháo rời được nha, lót các bác tháo rời được, lót trong nó vẫn có lót lụa mỏng bên trong nha các bác. Rồi cái này còn ok, độ mới cao đấy, nó có điều nó mang hơi dơ tí thôi, dơ cái cổ này, cái thân thì cũng sạch sẽ nha, độ mới phải 95%. Cái vải nó chất lắm các bác, đây các bác nhìn cái vải đây nha, màu xanh đen nha các bác. Rồi nó 2.000 nút, rồi cũng từ 7, cái này phải 75 đi các bác, 75 đến 90-85 cơ, 90 cũng được, nhưng mà 75 đến 85 là chuẩn ha. Rồi các bác cao phải mét số mét 7 trở lên đó. Còn bác nào thấp hơn nha, mình săn cái tay lên lần vô trong khâu lại thôi, tại cái tay này nó làm dúng chỉ nha các bác, không thấy chỉ cho nên các bác không cần ra thợ đâu, các bác chỉ cần khâu lên như thế này, các bác lấy kim các bác nhíp mấy góc bên trong thì cũng vẫn được nha các bác, nếu các bác thấp hơn. Nói chung cái này phải mét 7 đến mét 85 lần, tay nó dài nha em, tay này còn dài, săn lên vậy vẫn dài mà. Đó. Còn chủ yếu cái chiều dài thân thì nó không vấn đề đâu, chủ yếu bề ngang. Rồi cái này nó chất đấy các bác, cái áo này chất nha, lót luôn nha, còn cả lót luôn, em bán 550.000. Mỗi tội nó dơ cái cổ thì bao ra cho các bác nha, em bao ra, cái nó chỉ dính đất mồ hôi thôi. Rồi nhưng mà form cái này nó đẹp, form cũng khá đẹp, chất vải đẹp nha, vai 50, tay thì nó tới 6-7 lần các bác, tay nó dài. Còn cái like cái dài, cái lưng thì dài 102. Rồi 550.000, mã số 214. Em lên một cái áo Balenci không quân. Ủa cái này cái nút nó đẹp các bác. Cái này em kết cái quả nút, cái nút logo của không quân Mỹ nha, 13 ngôi sao nghe các bác, nút 13 ngôi sao, biểu tượng không quân của Mỹ nha, chất chưa, nút kim loại nghe các bác. Ủa nút nó dập chữ luôn, nút nó dập chữ luôn nha các bác. Nói chung là nó chất lượng nha. Mà cái màu xanh này gọi là xanh gì ta, xanh coban ha. Cái chất vải cũng dày lắm nha, chất vải cũng dày dặn, chất vải nữa đây. Rồi cái này đây, cái nút lấy làm pin cũng được nữa các bác. Rồi cái này thì nó đột theo cái kiểu áo vest đó nghe các bác, lót nó dơ dơ tí, cái này dơ đứt thôi, nó đột nó khâu nè, nhưng mà nó bị tụt cái chỉ thôi, về các bác lấy kim nhíp lại giùm em nha, nó khâu cái kiểu giống áo vest đó các bác. Đó. Đây này nè, ở đây thì nó bị một phần là tụt chỉ và một phần thì nó rách, các bác về lấy kim nhíp lại mà nhíp lại ha, nó qua đây, qua đây, nó của nó là như thế này, nó rách là nó rách, chỉ nó rách cái khúc này thôi, từ đây tới đây thì nghe các bác, nó rách khúc này thôi, các bác chịu khó nhíp xích lên chút, nhíp cái chỗ này nó tụt thôi nha, cái phần này nó tụt thôi nghe các bác, đó chỗ này đó nó bị tí ngay đây, qua tới đây một tí, về chịu khó nhíp lại giùm em thôi, lót lụa nghe, áo khá chất lượng. Rồi cổ vét luôn nha, cái này em bán coi. Cái nút nó chích các bác,
cái nút ăn là ăn quả nút các bác, em bán 400.000. Ồ, cái form cũng ok chứ. Ồ, form đẹp chứ các bác, áo độ mới cũng còn khá cao đó nha. Cái màu nó vậy thôi chứ còn nó cũng phải, cái màu nó cũng lạ đúng không các bác, nó phải 95 9, ít nhất nó phải 94%. Tay rồi chưa có dấu vết gì nghe các bác. Rồi 70, nói chung là form 3DC mặt rộng chút, nếu đúng là phải 75 đến 85 cân, nhưng mà 70kg cũng được, các bác mặc thêm ngáo ở trong giày cũng được. Rồi và cao 1m66 trở lên, 1m66 đến 1m76. Ok các bác, giá hợp lý nha. Các bác lấy cái này làm pin cũng ngon. Cái nút chức nè, hai bán 400.000. Rồi túi trong đầy đủ nha, cái này chuẩn cấp phát đó nha các bác, chuẩn không quân Mỹ đó nha. Nhưng mà để em coi cái tem coi, cái này khỏi cần coi tem này cũng biết là chuẩn không quân, size 39S nè, 39 shop. Để em coi không biết tem nữa nằm ở đâu. 400.000 đồng. Rồi nó có mỗi tem cổ. Rồi đại khái rồi. À đây, đây nghe các bác, đời 68 luôn nha, 100% wood, tức là sợi dệt bằng sợi len đó, tức là sợi lông cừu đó nha. DSA 100, đời 68 nha các bác. Rồi ok, mã số 215 em bán 400.000. Những cái này các bác chịu ship giùm em nha, nếu đơn hàng trên 400 các bác chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship, còn không thì các bác chịu phí ship giùm em. Vai 49, tay 62 và dài 107 ha. Rồi 400.000 em lên vài cái lót nha. Lên. Rồi cái này em bán 200.000. Rồi cái này áo khoác không biết cuộn nào, mang lao động chơi thôi cũng được các bác, mang chơi 200.000. Rồi size nhỏ nha các bác, tầm 50 đến 60 cân, 1,5 đến 1,6. Ok nghe các bác. Rồi áo ổn không lỗi lầm nha, bo còn ngon nha, nó xước một tí ngay đây, nhỏ xíu ngay đây. Rồi tem ngay đây, màu xanh đen nhạt. Ok rồi, form đơn giản thôi, em mặc cái áo ngoài nó hơi lòi ra, nó sâu. Ok các bác. Rồi size nhỏ nha, cái này thì chắc nó thương mại thôi, không phải cấp phát đâu nha. Đây, cái tem ở đây nó bị rách thêm tí. Rồi lót cũng chừng chám luôn đấy, nhưng mà nó lớp bông bên trong mỏng thôi. Rồi em bán 200.000 nữa nha các bác, màu thì còn tầm cũng màu nó vậy thôi, cũng còn khá ok đấy, không lỗi lầm. Cái tay nó hơi sức xíu như em đã báo, nhỏ xíu ngay đây nha, 200.000. Rồi mã số 216 nha các bác, cổ nó không có quay luôn nha. À đây. Rồi vai 50, tay 58 các bác, dài 62, 200.000 đồng, mã số 216. Tiếp theo em lên cái lót này là nó không chốt rồi ta. Rồi lót áo alpha nha các bác, lót áo alpha nha, cái này
Cái này của hãng Alpha, nó là cái lót nhưng mà mình mặc không nha các bác, mặc ở ngoài. Tay nó bị dính, bị cháy lỗ ngay đây. Cái này dính dơ. Nó hơi dơ nè, đây. Cái này các bác chơi hệ vintage chốt con này. Áo lót Alpha nha, cái này cũng không rẻ đâu các bác. Này nó cũng ấy đấy, tức là nó hàng thương mại thôi. Made in USA nha. Sai lát nè. Đó, nó bị lỗi tí là nó bị già. Cái này nó dơ đứt thôi nha. Cái này nó dơ. Nó dơ nha. Này nó bị cháy tí ngay cái bo đó các bác. Đây, nó bị ngay đây nha. Thì cháy hai lỗ ngay đây nè. Còn lại trung bình thôi. Dưới 90% thôi. Rồi sai lát nha các bác, tầm 60 đến 72 cân. 63 đến 73 cân. Rồi cao mét 72 đổ lại. Ok nha các bác, cái này dòng này có túi nha, các bác làm lót áo cũng được. Này màu xanh đen. Cái này em bán. Cái lót này nó không rẻ đâu các bác, của Alpha đấy. Nó có túi ở ngoài nè, nó có bo nha. Nhưng mà nó có một vài lỗi đó, như đây. Bị thêm ngay đây nữa. Rồi em bán 250 ngàn. 250 ngàn nha. Rồi cái này em khỏi đo đi. Em có hai cái rồi. Mã số 217 nha các bác. Cái này của Alpha luôn nha. Cái này Alpha đấy, nó có nút gài nè. Mình làm lót cũng được. Rồi, logo đây Alpha luôn nha các bác. 250 ngàn. Thêm con nữa, cũng Alpha luôn. Con này như size nhỏ hơn á. Mấy này mấy bác ấy lính thì chắc không chơi đâu, còn mấy cái bác chơi hệ vintage thì chắc chơi rồi. Bo còn ngon, nói chung độ mới cũng không cao đâu, nó dính sơn tí ở đây nè. Cái này thì như size medium ấy, chắc nhỏ hơn cái kia size. Cái tem trong túi nó rách rồi, nó bị mất rồi. Cái này thì lại không rách lủng nha các bác, không rách lủng. Nó bị dính tí sơn ngay chỗ nào nãy em mới coi đây. Tí ở đó thôi, còn lại ổn. Size anh thấy nó cũng vậy, chắc nằm ngang ngang nhau rồi các bác. Cũng 60 đến 75 cơ. Đó. Nào dòng này có thể mặc rộng chút cũng được. Nếu đẹp thì tầm 65 70 kg là đẹp. Cỡ như em mang là ok. Rồi, làm lót cũng được mà mặc không cũng được, nó có nút gài đây luôn nha. Rồi, đó thì linh dài ngang mau. Này em khỏi đo. Cũng 250 ngàn. 250 ngàn. Mã 218 ghi thêm mới mã nữa sắp hết. Mã số 218 nha các bác, 250 ngàn. Tiếp theo em lên. Lót medium nha các bác. Em lên một vài cái lót. Cái này bán có 500 ngàn mà các bác không chốt hả? Cái này 500 ngàn nha các bác, nó chỉ bị một lỗi ngay đây. Nó chỉ bị một lỗi duy nhất ngay đây thôi nè. Nó cứng, nó bị cứng cái gì, nó rách thế một tí ngay đây thôi. Các bác thấy không? Đây. Ngay cái chỗ đó thôi nha các bác. Cái này bán 500 ngàn. Size small regular. Small regular nghe các bác. Cái này nó không mất cái lót bên trong rồi. Rồi cái này hàng xưa, nút nâu nha, thập niên 50 trở về trước đấy. Thập niên 50 nhưng mà cái tem nó không có. Có đời thì nó ghi cái đời ở trong cái lót luôn, nó không có ghi trong cái áo. Nhưng mà cái lót nó mất rồi cho nên là không biết đời. Nhưng mà nút dẹp nâu thì mình có thể biết được đời bao nhiêu nghe các bác. Thập niên 40 đến thập niên 50 ha. Rồi cái này là nó may cái tem nó tháo ra chỉ thừa còn. Cái này thì nó bị lỗi một tí thôi. Cái này hàng xưa nha, chuẩn lính Mỹ nha các bác. Nó tay cũng còn ok, không sờn nó. Độ mới nó cũng còn phải trên 90% nếu mà không tính cái này nha. Đó, chỉ bị mỗi cái này thôi. Em bán 500 ngàn.
chuẩn hàng xưa nha, chuẩn ba đời suy nghe các bác, chuẩn ba đời suy lính Mỹ thời chiến tranh Triều Tiên nha, thập niên 50 đấy. Cái này khả năng thập niên 50, này thập niên 50 đấy, nút dẹp nâu nha, size đẹp luôn. Rồi các bác 60 đến 70 72 cân, cô con này đẹp. Bữa hôm em lên rồi mà không, các bác không chốt hả, nó bị tí ngay đây thôi, các bác thấy rõ không, tí ngay đây thôi đó, tí ngay đây các bác thấy ha. Rồi đai nịt còn ngon nha các bác, cái đai nịt còn ngon đấy. Bữa hôm có một bác em bán một cái áo mà nó không có cái nịt đấy, mà các bác bảo là tìm cho các bác một cái dây nịt nữa để gỡ qua, nhưng mà tại em của nó sao em y vậy thôi chứ em không gỡ qua đó. Tức là nếu mà cái cộng đại khái vậy đi, nói chung là áo này nó còn nịt đấy, tức là các bác đấy bảo là lấy một cái dây nịt này các bác sẽ trả thêm 500.000 đấy, nhưng mà ý em không có nói là cái sợi nịt này 500.000 đâu, nhưng mà cái áo đó là rốt cuộc bác không mua bởi vì nó không có dây nịt, nhưng mà bác bảo là kiếm cho bác một cái dây nịt bỏ vào thì bác sẽ lấy cái giá cao hơn 500.000, đại khái vậy thôi. Nói chung là không phải kể lẻ đâu nghe các bác, nhưng mà với lại không phải là giá trị cái này 500.000 đâu, tức là bác đó trả đó 500.000 thôi, chứ em không phải em bán 500.000, nhưng mà em lại không bán bởi vì em không gỡ ra được của nó cái nào riêng theo cái đó thôi, cho nên là cứ để y vậy. Chứ còn giá trị thì không phải là cái cộng nghịch tới không mà 500.000 đâu các bác. Nói chung là bỏ qua nha, cái này mất công lại. Nhiều khi mình nói nó dở đi, nó không hay. Vai 47. Tay 63. Và dài 113. Ô, cái áo đẹp thế, đúng không? 92% khỏe đấy. Nhưng mà hơi tiếc một tí ngay đây thôi. Rồi, 500.000. Lên hai cái vẫn ế này. Cái này cũng ế này. Cái này giá gấp đôi các bác. Cái này em vẫn bán vậy thôi, không. Cái này không lỗi lòng. Cái vải chất lắm, vải này nó mỏng hơi kia chút nhưng mà nó chất lắm nha. Cũng độ mới trên 90%, không, cái này thì không rách lục. Cái này thì size lớn hơn cái kia chút, medium short nha. Đó, không lỗi lầm gì hết các bác. Cổ thì có hết mồ hôi mờ mờ. Cái này thì tầm 90% thôi. Nhưng mà không rách lục nha, nó quát, tức là nó đã qua sử dụng, nó nhiều cái vết quát cạnh này, nó giống như quần jean đó các bác, nó quát quát nè. Nhìn nó ok, nói chung tầm 90% chảy xuống đó. Nhưng mà cái này cũng còn đai, cái này không lỗi lầm, không rách lụng nha. Cái này cũng thập niên 50 luôn. Chuẩn cấp phát đến Mỹ nha các bác. Hàng Triều Tiên đấy, hàng chiến tranh Triều Tiên. Rồi, cái này medium short các bác, từ 68 đến 80 cân. Rồi, cao 1m72 đổ lại. Rồi, đây còn đầy đủ luôn nha. Sẽ rồi bên hông sao. Chất vải còn ok nha. Cái vải này nó chất lắm nhưng mà nó không có dày bằng cái kia. Đây. Đó, nó tức là nhìn nó bụi bặm nha, nhìn nó quách quách những cái đường ấy nhưng mà không sờn không rách gì hết. Nó chỉ mài nhẹ nhẹ thôi, có cạnh nhiều khi nó mài tí xíu ở đây thôi. Nhưng mà cái này nó bụi bặm, bác là thích bụi bặm chốt con này. Em bán 1 triệu đồng. Chuẩn cấp phát lên Mỹ thập niên 50. Con kia nhiều khi con mới hơn này xíu xíu thôi các bác, nhưng mà nó rất xíu thôi cho nên là giá nó chỉ bằng nửa con này thôi. Rồi vai 49 nha, hàng xưa nha các bác, thập niên 50 đấy, 70 mấy 80 tuổi rồi các bác. Tay 63 và dài 104, sẽ phía sau nha, chuẩn 3 đi suy đến Mỹ nha các bác. Rồi nút dài đây. Cái này thì không lỗi lầm, không dơ bẩn luôn nha. 1 triệu đồng mã số 219. Con này bữa em lên rồi mà vẫn ế các bác. Lên lại. Rồi em lên cái lót nè. Nếu mà cái lót này các bác chơi hàng khóa nhôm thì các bác cái lót này đúng bài luôn nha, đúng của nó luôn đó.
này xay lát, bữa nay to rồi. Lót em nhiều lắm nhưng mà chưa biết soạn. Cái lót của hãng Chu Swiss nha, ít lát này, này bán 100 ngàn. Hết rồi ta, lót hàng cấp phát rồi hết này. Rồi 100 ngàn này, nó to lắm, này nó bự lắm, các bác về lấy vải thôi là phải trên 100 ký. Lót của áo 65 đó, nhưng mà nó hàng thương mại thôi, nó của hàng Chu Swiss. Chu Swiss nha, tất nhiên là China này, của hãng Chu Swiss. Rồi 100.000 đồng khỏi đo. Mã số 220. Đây là cái rồi một cái lót quần size lát. Lót quần M65 nha. Lát short and regular. Rồi cái này nó may theo cái màu, hai màu trước và sau cái màu nó hơi khác nha các bác. Nhưng mà nguyên rin nha, vẫn nguyên rin của nó, mới lắm, mới cứng luôn các bác. Rất là mới luôn. Các bác nhìn cái tem 96-97% khỏe. Rồi, em bán 200 ngàn. Cái này size lát nha, quần các bác size lát các bác gắn nó mới vừa. Cái này em khỏi đo, cái này là lót quần M65 nha các bác. Em bán 200 ngàn, mã số 221. Rồi, tiếp theo rồi một cái áo ba đi suy, một cái áo ba đi suy, cái vải này chất nó màu xám. Ồ, cái này đồ mới cũng khá cao đấy chứ. Qua để em coi. Rồi size to các bác từ 77 đến 90 cân, 77 đến 90 cân nha, cao mà phải mét 74 trở lên, tay nó dài, chung size to. Rồi em bán 300 ngàn, màu còn 90%, màu này màu giống như màu xanh nhớt á nha các bác. Cái vải cũng chất lượng lắm, dày, cũng là dệt từ sợi lông cừu đấy, chất vải dày dặn cũng không lỗi lầm, đồ mới cũng còn ok đấy, tương đối chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 67 nha, đời 67 luôn nha các bác. Tem còn rõ như thế này, này nó có dây kéo lót này nhưng mà nó không có lót bên trong đâu nha. Ồ, đời 67 luôn đấy các bác. Size của nó size 40. Ủa, 40 mà sao thấy to ta, 40 ít lon. Rồi nó hơi dài đấy. Nói chung là cái tay thì các bác cắt bếp được, không lủi lòng, không dơ bẩn luôn nha. Nó này nó có nịt hay sao mà nó mất à, không có nịt. Size to. Rồi em bán 300.000. Vai 52, tay nó tới 70 là nghe các bác. Về có, nếu có thể mình cắt bớt cái tay, còn cái thân thì nhiều bác lại thích dài, càng dài càng tốt. 122. Rồi 300.000 đồng, mã số 222. Mã số 222 nghe các bác. Rồi em lên để em coi vài cái lót đó. Đó này còn này. Rồi một cái lót đời 89. Cái lót đời 89 nha các bác. 1989 cái lót. Oh, ok, bo lên. Ồ, đồ mới cao đấy. Nó xài miếng dán nha. Cái này của châu Âu nha các bác. Đời 89. Không biết của nào. Nó chỉ biết của châu Âu thôi. Đồ mới cao nha. Cái lót của nó đây. Trong ngoài cùng là vải, ở giữa chừng chám nha, ở giữa chằng bông. Rồi, cái này còn ok, có bo luôn nha các bác. Này độ mới cao. Rồi, xài các bác mặc không thôi. Các bác từ nói chung là 75 đến 90 cân. Bác là thích rộng rộng thì như em. Đó, còn cao thì dòng này dài qua mông nha, dài phụng mông. Tay thì đây, tầm 1m65 trở lên. Rồi, 300.000. Khỏi đo luôn các bác, cái này. Này, em đo chiều dài thôi. Rồi, dài 80, 300.000. Mã số 223. Rồi em lên vài cái lót M65 để em coi còn gì lên nữa.
lên vài cái lốc M65 các bác. Ủa đâu hết rồi ta? Lốc nhiều lắm, chưa có xoẹt. Nhiều bác hỏi size medium đâu hết nữa ta. Đặt các bác. Này màu xám các bác. Lót màu xám mới cứng, size lát. Size lát nha các bác. Mới cứng luôn nha, màu xám. Đời sau này thì nó màu xám. Các bác gắn vào áo ACU sa mạc hoặc ô liu đều được. Size lát nha, chuẩn có phát lính Mỹ năm 2004, 300.000. Đời này cũng size lát luôn. Xe lát màu xanh nha, cũng chuẩn có phát năm 2002 nha các bác. Này cũng mới lắm, cũng 300.000 luôn. Lót áo M65. Cái này là cái màu xám này là mã 224 nha, 300.000. Cái này màu xanh 225, 300.000 màu. Cái này màu xanh. Rồi xe lát các bác. Rồi em lên cái thời trang. Cái này của rồi cái này của thằng thương mại thôi, này thương mại thôi nghe các bác. Không, ủa cái này cũng chất đấy, nhưng mà cái này nó thương mại thôi. Này của nào đấy, hát anh em nghe các bác. Rồi này thương mại thôi, lót áo gì đó nó cũng giống lót áo 165 thôi, nhưng mà nó thương mại, nhưng mà size nhỏ gọn giống như size small nghe các bác. Nhưng mà cái này nó dài, nó sẽ dài, các bác về gắn cái áo M65 thì nó sẽ dài, nó tương đương size small, nhưng mà không biết cái nút nó khớp hay không nha, em chưa đo, có lẽ chắc khớp được. Nhưng mà nếu mà các bác gắn vô áo M65 thì cắt bớt cái like rồi em bán 250.000. Cái này size small nghe các bác, mới cũng mới lắm nha, nhưng mà nó thương mại thôi, size nhỏ nha, hoặc là các bác mang không cũng được, các bác tầm 70kg đổ lại thôi. Rồi cái này được cái size nhỏ nè, nhưng em khỏi đo đi. Mã số 226, 250.000. Lấy lót xem đi, cái lót bên kia, lót dưới cái màu xám á. Dưới cái màu xám. À lấy cái đó thử, phải xem medium. Cũng xe lát à. Xe lát nhiều. Xe lát nhiều quá rồi, tiền mất công. Nó rối hết. Còn xe medium ta lên vài cái medium. Rồi lót quần M51 nha các bác. Lót quần M51 nha. Size gì đây ta? Lót quần M51 đời 52 nha các bác. Này size small. À medium nha. Medium long nha các bác. Medium long, mới lắm. Cái này được trước em bán 550.000. Lót ở trong là lót lông nha. Cái này nó chiều dài nó đây, nó vắt sổ thôi. Các bác có nếu mà cái quần các bác medium long này các bác gắn được. Còn medium regular thì chắc vẫn được. Medium short thì phải cắt bớt. Nếu mà dài thì cắt bớt thôi. Tại cái lót lúc nào nó cũng ngắn hơn cái quần, nhưng mà cái này nó long này nó hơi dài tí. Cái này em bán quần lót quần M51 nó hiếm lắm nghe các bác. Quần M65 thì nhiều. Kể cả lót áo cũng vậy, nhưng mà còn mới như thế này em vẫn bán 500.000. Cái này đây, lót bên trong lông này. Nó mới, độ mới cao lắm các bác. Tem in nó còn rõ như thế này. Đó. Này đo thì 96 đó. Dài dài 100 là nghe các bác, cái này giống như nó cái khuy nó không khớp, người ta rạch lỗ ngay đây. Người ta gài lại. Nhiều khi cái khuy có thể nó không khớp đấy các bác. Rồi, em vẫn bán 500. Mã số 227. Rồi đây, một cái lót medium này các bác. Này còn ok đấy chứ. Lót medium chuẩn cấp phát lính
không phải, cái này chuẩn Mỹ thôi các bác, này chuẩn Mỹ thôi nha, Made in USA, Made in USA nha, nhưng mà nhìn nó cũng y chang như hàng cá phát, nó không khác gì đâu, chuẩn Mỹ, size medium nha, không phải hàng cá phát nha, nhưng mà cái lót bên trong này các bác, cái ấy, áo các bác size medium các bác gắn vào vừa khớp nha, nó y chang như hàng cá phát không khác gì, rồi bán 400.000, mặc dù nó là hàng thương mại nha, báo rõ cho các bác, tiện nắm bắt, cứ có chữ Made in USA. Khỏi cần nhìn chỗ khác, chỉ cần thấy chữ Made in USA là hàng thương mại nha các bác. Mã số 228, cứ ghi thêm mã nhiều vô. Rồi, 400.000. Rồi em lên cái đời khóa nhôm này các bác. Lót M65. Cái này dòng các bác để ý sau năm 70 trở về sau á thì nó chừng như thế này. À, còn đó, còn trước đó nha, đời 69 trở về trước thì cái nó chừng như thế này nha các bác, cái lót nó sẽ chừng như thế này thì các bác dễ phân biệt, đại khái là khóa nhôm thì nó như thế này, còn khóa đồng thì nó dạng như cái kia, đại khái vậy đi các bác. Cái này dành cho khóa nhôm nha, nếu các bác gắn áo khóa nhôm các bác gắn cái này vẫn được, nhưng mà ý là nó sẽ đồng bộ. Cái này đời nhiêu các bác, à đời 69 nha, DSA 169 size medium, dòng này thì nó giá trị sưu tầm hơn, chứ còn gắn vào thì nó cũng như nhau thôi, khớp hết ha. Cái này size medium nha các bác, độ mới cũng còn khá ok, còn ổn nha. Cái này nó chừng chỉ nhìn nó hay đẹp hơn đúng không các bác. Rồi độ mới còn khá cao, 92-93%, nhưng mà nó bị dơ tí ở đây, cái này nó dơ nè các bác, về giặt giùm em nha, còn rai không biết dính dầu nhớt cái gì, về ngâm giặt giùm em nè. Cái dòng này nó đắt hơn á, nhưng mà nó mặc dù nó dơ nhưng mà em vẫn bán. À, bán nhiêu các bác? Giá 600.000. Nó dơ ra, về giặt khả năng ra cao nha. Size medium nha các bác. Cái này đúng là giá nó sẽ nó cao hơn cái dòng lót này rất là nhiều nha. Cái này thôi em bán 550.000. 550.000. Mặc dù nó dơ nhưng mà về các bác giặt thì khả năng ra cao. Và với lại các bác mặc thì lịch cái lót bên trong này nó nằm ấp vô trong cái áo này, nó lòi cái này ra thôi thì không thấy, tất nhiên là nó dơ như em đã báo ha, các bác giặt thì nó sẽ ra hết thì em không dám chắc, này dầu nhớt thì khả năng nó không ra hết đâu, nhưng mà nó ít nhất nó phải ra 5 phần. Rồi mã số 550, mã số 229, 550.000 nha các bác. Cái lót đó thì nói chung là các bác chơi sưu tầm thì chốt con nó được. Rồi em lên con này. Con này cái vải cái màu đẹp lắm, các màu cứt ngựa. Rồi cái này bữa giờ em lên nhiều rồi nè. Còn con này ngon, nút rồi còn ngon nha. Cái miếng này mình tháo ra được nha, nó có cầu vai bên trong. Em bán 500.000. Này nó mới lắm, mới cứng luôn nha. Mới lắm nha các bác. Cứng thì không cứng, nhưng ít nhất nó phải 95% trở lên. Nói chung là độ mới cao. Rồi nó có đây này, sao mà không thấy dây nha, dây rút đây, nó có dây rút đây nha, dây kéo luôn nha các bác. Rồi dây rút trên dây rút dưới đầy đủ. Cái này nó có cái lót đó mà nó mất cái lót rồi, nó chỉ có một lớp thôi, cái vải khá ok, màu cũng dạng như kích ngựa các bác, nhưng mà cái màu nó đẹp. Rồi các bác từ 77 đến 90 cân, cao 1m68 trở lên này. Cái này size to đây em bán 450.000 đi ha, 450.000. Áo còn ok, vải chất lắm nghe các bác. Rồi 450.000. Gì vậy? Rồi xong chưa, có bệnh xuống trước đi, còn ấy sắp cũng xong luôn rồi. Thức dây đâu ta? Thức dây em để đâu rồi các bạn? À, thức dây để đâu? Rồi đi, bận gì đi trước đi, để rồi xong rồi. Cái thức dây đâu ta? Dạ. Đó.
có suốt dây mình đứng ngay đây mà các bác, mà em hay bị thất lạc á, kỳ ha. Sợi này sợi đỡ được, sợi này nó đứt. Ôi, cái này 450.000 nha các bác. Vai 51, tay 62, dài 86 nha các bác, mã số 230. Rồi chắc là ngưng các bác, chừng lên chừng này thôi, lên chừng này sẽ được. Rồi các bác, em xin phép được dừng video tại đây nha các bác, cũng dài rồi, hơn một tiếng rồi. Các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 14 5965, em ship hàng toàn quốc nha các bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ suốt một thời gian dài qua, xin cảm ơn và hẹn gặp lại, xin chào các bác.